Ashtanga. Makhang, Mochan. Kung Mochan. Lam Dab. Hom. Hom lên. Tương tự, có hai ngồi chút xíu. Tay phải lên là đi bên trái. Đi bên trái có hai gối. Mắt thang nhé. Quyết tay lên. Từ từ đó. Đúng rồi. Su. Lên. Su. Đưa chế mình nhé. Hít vào. Exhale trái. Lại. Ok, hôm nay là hot day. Truyền thống Vinyasa. Truyền thống Vinyasa. Biết không? Nặng tâm lên, nặng tâm lên. Nói Vinyasa. Vinyasa. Có được nhiều nhé. Yoga. Truyền thống Vinyasa. Nói truyền thống Vinyasa. Truyền thống Vinyasa. Hai chân xích lên chút. Chân phải cao lên, mắc lên. Hít vào xuống. Hai. Xuống. Ba bung rồi. Ok, nằm cuối cùng. Chân phải. Đá bên trái. Mày như buồn là bật đâu? Mày như bật đâu lắm? Nè. Mày như bật đâu là mở vai, là nợp mở. Xúc. Đá xuống là sau đó là ven hôm nay. Trả lời hôm nay. Kêu đâu? Có cơ thể tay, vai, lưng, chân, đùi, rơi, cơ bắp đó. Xong, sau đó này, nó mới cơ bắp đó khỏe. Sau, lăn bụng ở đây, này. Chân đau. Ở đây, lên, kêu. Còn này, lưng đau đó, rất khỏe. Rồi, sau đó, nè, gối rất khỏe. Cơ bắp, đùi rơi, tắm, xuống, nhảy là tim, nhảy là vất khỏe. Ai thử nào? Tim. Nhẹ tim nó còn cơ bắp tay lên cũng hiểu không? Một một cơ thể là một một. So simple, open your right hand on the shoulder backward and here is south, kêu ăn mắt thẳng không có cơ thể rồi sau là khuỷu tay kêu rồi xuống down the left hand slowly hands up inhale exhale mắt thẳng. Tay này sau. Đầu thả lỏng. Dùng chân phải lên. Tay phải là bên trái. Tay trái là xoài trước. Là gọi đúng không? Gọi đúng không? Kéo vai. Xuống. Bên cút lực kín. Mặt thẳng là tay quái kéo xuống về đi bút hãy tay đến sau kéo quái gặp lên xuống
cặp này xuống, kéo căng vai nữa, lên. Một lần nữa. Hai, thở ra, exhale down. Xuống. Inhale up. Up. Hít vào lên. Sau lần tí ăn không đều. Thở ra là xuống, exhale xuống. Xuống. Hít vào lên. Inhale up. Xuống. Xuống. Lên. Là cuối cùng. Xuống. Yêu bên. Mấy lên. Năm, bốn, ba, hai tay xuống, kịp hai chân lại, có hai gọi là hai tay lên là đến tay, hít vào, xuống, gối thẳng cúi đầu, hít vào, inhale up, mỗi ngày là hít thở nha. Thở. Hít vào. Hít vào nói. Đó. Thở. Hít vào. Thở. Hít vào. Thở. Hít vào. Tôi mới tin ăn rồi nhé. Nhớ. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Two more time, hai lần nữa. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Last time. Exhale down. Mười giây. Inhale up. Dù bên mắt ta. Mười giây. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Hai tay xuống nằm lại cố chân. Cúi đầu. Chút xíu hơn là hai tay trong hông tiếp tục hít vào. Hít vào.
how you feel. Hold it for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Han, Hong Sun, Han ơi. Năm, bốn, ba, hai, bảy. Tiếp chân lên chút, là tiếp tục nhé. Tớ tưởng có hai ngồi chút xíu. Tay phải lên là đi bên trái. Đi bên trái có hai gối. Mặt thang. Mặt thang nhé. Xuống cúi đầu. Gối thẳng. Tay trái là bên phải. Từ từ xuống. Tay trái là kéo lên có gối. Xuống tay phải on the left side xuống tay trái xuống. Ok, rồi, đẹp lắm. Cố lên, hóa chân. Có gói phai. Ok, mặt thẳng. Giỏi. Họ hay chân ngon ấy. Em ơi, hai tay lật trống. Đúng rồi, ok. Hít vào là gói thang. Thở ra là bên trái. Bên trái là giống chân lên. Ok. Hít vào. Thở. Ok, nào từ từ là tập được là tay lên. Ok. Hít vào là đau xuống. Nè, có gối cháy là hai tay lên. Nói xuống ăn. Nói xuống. Hai tay xuống là hông lên. Có gối phải là hai tay lên. Xuống gối thang chạy từ từ đó xuống rồi very good five slowly and nice down gối thang very slowly left side. Lên và nghiêng rồi quay tay lên từ từ đó đúng rồi
lên. Xuống. Up. Xuống. Bàn hóa. Chạy. Xuống. Hai hóa. Xuống. Lên. Lên. Rồi, hãy gọi xuống là đứa trẻ. Đi ra sau là thang. Hai tay lên. Tay trước. Very good, relax. Okay, how are you? How are you? Không khỏe. Không khỏe, I know. Sao là tối không khỏe mà. Yeah. You very good? You khỏe? Okay chưa? Okay, good rồi. Okay, first. Hello. Cuối cùng. Tập trung nha. Mời. Okay, so now. Yoga là yeah, some more. Now. Nhớ là tập. Tớ là tập nha. Nào, ít chút chiều là ok. And tôi muốn là mọi người có nghĩ là nhờ làm cái gì, nhờ một thầy và bao nhiêu cơ thể là we go for that at least mấy sao cơ thể là tiếp tục ok, chứ không có gì. So get ready, sẵn sàng không nhỉ? Chắc là nghìn. Chắc là nghìn tất cả nữa. Bắt đầu ấy là đứa trẻ. Bắt đầu là đứa trẻ. Quan sát. Đứa trẻ rồi, ok. Nào, bắt đầu ấy chân phải là đi bên phải. Bắt đầu ấy phải là đi bên phải là phải. Được. Ở đây thì sao không được, ở đây thì sao? Oh. And xuống. Cái tầm một phòng là bên phải. Dạ, nhớ là phòng. Nói đi. Phòng. Ok. Ready? Học với tôi tiếp. Ta với tôi trước. Ok. 1, 2, 3, đi bên phải. Tương tự. 1. Kéo bên phải, mặt thẳng là nè, về sau. Tay lên. Xuống. Biết không? Lên, thả lỏng. Rồi, thả lỏng. Thả lỏng. Tớ từ. Ok. Nhờ. Không dễ, sau đó. Ok, là đi bên trái. Là đi bên trái là quá. Nào, rồi sau. Kéo. Xuống. Ok. Đi xuống. Đưa chê mọi người. Hít vào. Exhale, trái, lại. Phải. Xuống. Đó. Lên. Hai lòng. Ok, hai lòng. Ok, phải nhớ nói chạy. Ok, sau đó. Tiếp lại anh ngủ. Đổ khô lắm. Cô là mọi người là biết được cái cổ lắm. Đứa chê rồi. Mặt thắng là nát cơm. Nát cơm không nên rớt là đi nằm thấp. Là đây. Ok. Mọi người ta với tôi. Ok. Nát cơm. Gọi xuống thành. Ba lòng rồi. Rồi. Sau đó là mọi người biết. Đây biết. Gọi dây rồi. Mặt lên. Mặt xuống. Mặt lên. Là mặt xuống. 1, 2, 3, 4. Là 5.
chân lắm, tiêu chuẩn. Mặt lên. Ba rồi. Bốn rồi. Nào. Năm lá. Kiểu. Kiểu xuống rồi. Đó. Nào. Cái tập với tôi. Một mặt. Chân cao lên là mặt lên. Chân cao lên là mặt lên. Chân xuống là mặt xuống. Chân. Đẹp. Nhạc có cúc. Tân lên, mặt lên, chân đầu. Nắp tân lên. Xuống, hít vào. Thở ra, hai. Xuống. Ba. Bốn. Lên, năm rồi. Tay lên, ta. Chân ở đâu? Bên. Chai, có gối, mắt thăng. Rồi, chân phải lên. Chân phải lên. Gối xuống. Tức tức. Sao, gối xuống hai lần. Hai lần, gối xuống hai lần. Sao, gối xuống hai lần. Ok, ok. Này, lên. Tay trái, lên. Dòng chân xuống. Tay trái, lên. Phong, phong xuống. Tay trái lên ta đẹp. Xung. Gói xung. Là con vị trước là phải. Quán bún. Này hai lần rồi. Hai cái lần rồi là hai lần. Ok. Quay hết chưa? Một con rồi. Sau đó hai con mẹ. Sau đó cục mạng. Sau đó, chân phải bao nhiêu lần? Năm lần. Năm lần với chân đó. Sau đó là chân phải ấy, là một thầy. Ok. Tất cả là tập với cột một lần. Con bắt đầu nhé. Bắt đầu. Tay trước nè. Hít vào. Bên phải. Phóng. Xung. Lên bóng này. Úp mặt. Hai chân xịt lên chút. Chân phải cao lên, mắt lên. Hít vào xuống. Hai. Xuống. Ba bung rồi. Ok, năm cuối cùng. Chân phải đã bên trái. Lên, chân phải lên. Tay trái, nè, tay trái lên. Ê, dòng chân chân xuống. Rồi, gối xuống. Ván bùng. Hôm đi trước. Hôm đi trước. Gối xuống, hôm đi trước. Gối xuống. Rồi, ok, xuống. Ở đây là, nè, tiếp theo. Úp chân lên. Cúi đầu. Có hai gối là hai tay lên. Có hai gối là hai tay lên là gấm. Xung. Ok. Có hai gối chút xíu. Ngay là hai ba. Xung. Mắt thẳng. Sắp xong. Nắp cầm xung về. Bên hôm nay tứ kề. Bên trái. Bên trái. So. Back. Four. Down. Bên hông này. Úp mặt. Chân trái cao lên. Mặt ăn lên. Chân trái là bên phải.
xuống, chân trái lên, tay phải lên. Facing down.
left leg up, chân trái cao lên là mắt lên. Xuống. Lên. Mắt thẳng. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Boom. Lên chân trái là đi lên. Phải nâng tầm lên. Bên. Rồi. Giỏi. Xuống. Tay phải lên. Mọi người biết mà. Nó đau được đúng không? Xuống gói. Xuống. Cái này là gói hai lần là bán. Cùng. Bên chứa. Abdomen. Lên, xuống cuối cùng, lên.
Xúc động, thất tạp,
thiền. Thánh thiền. Thánh thiền. Thánh thiền. Thánh thiền. Thánh thiền. Thất tha thánh thiền. Thất tha. Thất tha là thánh thiền. Thất thiền. Con người. Con người. Con người tốt. Thoáng nhìn xúc động. Ok nào. Ok 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 nào. Khỏe. Ngồi mới ok. Nào đây. The next step. More height. Tắt cung lập bộ. Bố là áo, tay sau lắm.
chân dùng không cần sắp cái gì lắm. Ông này có cái gì tốt tốt trắng lắm đúng không? Trắng 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 như nó. Tại sao? Tại sao? Một, anh không có tốt. Anh không có tốt. Hai là màu có thể không màu. Không có gì. Không có gì trong 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 trong. Có biết tăng rồi tăng rồi. Tốt thì không. Tốt. Được không? Như có tập ở đây là tập ở đây là đau chút xíu. Tăng màu. Chén chén chén. Hai là trang chui là tập là tốt lắm. Để hiểu. Nhưng tôi nghĩ là mấy tăm túi, mấy tiền túi là đài là trái. Hai mươi lăm tôi là tôi là sợ lắm. Thôi xích. Thôi xong. Không cần thèm đó. Không có cần thèm. Rồi. Sao? Hãy thấy chóng. Để thấy chân lại. Hãy thấy đó. Không cần là chân tàu này, ok, không cần là cháu có chân tàu này. You may be. Tay nhé. Yeah.